đang ở chùa đây này. Thì thầy đứng tam bảo bị sập, bây giờ đang kêu gọi những nhà hảo tâm để đến thạch minh nói để xây tam bảo. Thầy là lên trợ duyên nhà chùa trên này là đứng ra xây dựng cái ngôi chùa một triệu à? Thế tùy toàn bộ thiết kế, tam bảo hiện nay toàn bộ thiết kế rồi thứ là thầy lo. Giúp gì sau có gì chùa tam bảo thì lại bị sập. Thế chị có công đức giọt dầu thì A Di Đà Phật. Chùa nghèo lắm chị ạ. Chùa nghèo lắm chị ạ. Vâng. Chùa hùng sâu hùng xa đấy. Cho chị 2 triệu à? Thế vâng, thế tùy hệ công đức của chị nhá. Tam bảo Như Lai của ai phúc đáy chị hoan hỉ cho em nhá. A Di Đà Phật. Vâng, thế đang bấm vào chưa? Chị bảo này chị đang ở chùa An Độc, mà chùa nhà chùa thì bị ốm, mà chùa thì lại bị sập. Thế chị đang ở trên chùa An Độc Bắc Giang đây này. Thế gì có phát tâm trên cạnh tôi nói không để nhà chùa xây tam bảo. Vâng. Chắc nhá, thì cũng được chị nhá. Tam bảo Như Lai của ai phúc đáy hoan hỉ cho chị nhá. Vâng. Thầy chùa thì bị ốm và tam bảo thì bị sập đổ, đang kêu gọi những nhà hảo tâm trên mặt tiên gói để thầy xây dựng chùa, thì tùy hình công đức của em. Trong cái tùy hình công đức của em nhá, tam bảo Như Lai của ai của đây hoan hỉ cho chị nhá. Anh gì là phải đi hộ hộ chị gái nhân tuyên 500 nhân tuyên. Phật gia hộ cho chúng con ạ. Phật gia nha. Chị là Phật thầy quan hệ cho chúng con ạ. Chúng con thì con giàu thì anh một bó mà con có chúng con có viên gạch viên nói ạ. Thầy quan hệ cho tất cả gia đình thập phương chúng con ạ. Đó là những lời tâm huyết từ đáy lòng của Phật tử từ khắp nơi về thăm ngôi chùa Bắc Sơn, thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Câu chuyện về sư thầy Thích Đàm Xuân, tên thật là Trần Thị Liên, sinh năm 1969, đang phải điều trị bệnh và ngôi chùa Bắc Sơn đang bị xuống cấp nặng, đã được cộng đồng quan tâm rất nhiều trong những ngày gần đây. Nhất là vào dịp này vẫn mang âm hưởng của mùa Vu Lan báo hiếu. Tình cảm của mọi Phật tử đến cửa chùa đều mang tâm từ bi, hỷ xả, độ lượng bao dung và một tấm lòng nhân ái, thương người như thể thương thân, với trách nhiệm cộng đồng cao cả. Đây là nét đẹp truyền thống bao đời nay của cha ông chúng ta. Nét đẹp ấy vẫn đang được hun đúc, chăm chút qua mỗi lời nói, việc làm, có nghĩa và luôn sáng bừng lên trong những hoàn cảnh khó khăn nhất. Giống như những việc làm đầy tình thương yêu bao la của mọi người dành cho chùa Bắc Sơn. Thế mới biết, ở bất cứ nơi đâu, tình người vẫn luôn tỏa sáng, nhất là ở nơi cửa Phật. Chùa Bắc Sơn hiện nay, tình người đang sưởi ấm và nhân lên, gieo trồng những nét đẹp văn hóa từ ngàn đời xưa của ông cha ta trong mối quan hệ của cuộc sống hàng ngày giữa con người với con người, trong mối quan hệ giữa Đức Phật với con người. Chắc chắn, tuổi thơ của bất cứ ai cũng một lần được nghe những câu chuyện cổ tích thần kỳ, tức là những người làm việc tốt, những người sống có nghĩa có tình, khi gặp khó khăn hoạn nạn đều được ông Bụt hiền từ hiện về giúp đỡ chở che. Tuổi thơ rồi lại qua đi, lớn lên nhiều người đã quên đi những câu chuyện cổ tích có ý nghĩa như thế, nhưng chúng ta sẽ lại bắt gặp rất nhiều những tấm lòng thiện tâm thiện nguyện phát tâm hoặc chung một tấm lòng của các cá nhân tập thể đang hiện hữu trong cuộc sống dành cho những mảnh đời bất hạnh, những hoàn cảnh khó khăn. Vậy phải chăng chính họ là những ông Bụt giữa đời thường, cũng nhân hậu bao dung. Kể cả trước cửa Phật, họ sẵn sàng vét cạn lòng mình để chung sống với mọi người xung quanh bằng tâm từ bi vô lượng, hỷ vô lượng, xả vô lượng, chỉ với mong muốn mang nụ cười tràn ngập niềm. Chùa An Động Tự, trung tâm nhất của Nguyễn Hòa Bắc Giang, thì con cũng có kêu gọi những Phật tử, doanh nghiệp Hà Nội, Thái Nguyên, Công Bình
hàng tâm có viên đặt viên nói để con đức xây dựng cái nên ngôi Tam Bảo, để con nhận lời khuyên chư Phật chứng minh công đức chứng giám lòng thành cho tất cả hàng Phật tử chúng con. Chúng con cũng nhận đem công đức này, kẻ đi người ở nhà chúng con đều được nhận thừa công đức như nhau. Con nguyện người phương Tam Bảo, người phương chư Phật, người phương Như Lai từ bi gia hộ cho tất cả hàng Phật tử chúng con. Con giàu một bó, con có một nén, chúng con đóng đẹp tạm phước. Nguyện người phương chư Phật chứng minh công đức chứng giám lòng thành cho tất cả hàng Phật tử chúng con. Tại Phật là con cũng nguyện đủ nhân duyên nên thăm ngôi chùa, mà thấy chùa thầy thì ốm, chùa thì sập sệ, thì con cũng nguyện người phương chư Phật gia hộ cho con, thêm hơi tổ chức cho con gặp những mạnh thường quân để con kêu gọi để cùng đóng bè tạc phước để xây nên ngôi chùa Tam Bảo được khang trang tố hảo, thập phần viên mãn. Con nguyện người phương chư Phật gia hộ cho tất cả hàng Phật tử thập phương chúng con. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Thế đấy, khi nhất tâm về với cửa Phật, kể cả những lời tâm nguyện vô cùng xúc động của Phật tử ở Gia Lâm, Hà Nội cũng mang tính cộng đồng cao cả, công đức vô lượng. Dành chọn lòng mình hướng về đạo Phật, tâm cầu nguyện ấy được xuất phát từ trái tim của lòng nhân ái, tâm từ bi dành cho tất cả mọi người xung quanh chúng ta. Đồng tâm hiệp lực công đức giúp sư thầy Thích Đàm Xuân chữa bệnh và xây dựng chùa Bắc Sơn không chỉ có những người lớn tuổi, mà còn có rất nhiều những thanh niên trẻ ở khắp các tỉnh khác nhau cùng đóng bè tạo phúc. Họ đoàn kết, thân ái, cùng chí hướng thành những nhóm thiện nguyện, thiện tâm, hội tụ về đây chia sẻ giúp đỡ nhà chùa. Vì là em là ở bên câu lạc bộ thiện nguyện thiện tâm ở Hà Nội, cùng với lại kết nối cùng với các bạn Phật tử là ở Bắc Giang và một số tỉnh khác nữa, thì cũng cùng nhau là hôm nay là được nghe về nhà chùa. Thì thầy trụ trì nhà chùa cũng thứ nhất là đang ốm bệnh, thứ hai nữa là nhà chùa thì bây giờ cũng đang xuống cấp rồi, thì cũng muốn tu tạo lại ngôi Tam Bảo. Thì là hôm nay là đại diện cho các anh chị em trong nhóm thiện nguyện là cũng có về dâng, đầu tiên là dâng hương lễ Phật, thứ hai là cũng kêu gọi và công đức, một phần là xây dựng về nhà chùa, một phần là cũng giúp cho thầy có đồng trang trải cho công việc chữa bệnh của mình trong dịp tới. Thì cũng mong rằng là tất cả những các Phật tử trong toàn thể là chúng ta cũng cùng hướng về ngôi Tam Bảo và cũng cùng giúp đỡ thầy để xây dựng cho ngôi chùa được khang trang, rồi kêu lên lễ Phật để cầu phước cho dân lành ở địa phương là được bình an. Rất mong là sẽ được sự ủng hộ của tất cả các Phật tử và tất cả mọi người. Vâng, cũng chúc cho nhà chùa là sớm được nguyện ý là xây dựng được ngôi Tam Bảo vững đẹp, và cũng chúc cho thầy là sớm khỏi bệnh để có thể là theo đạo lễ Phật, rồi là dâng hương và kêu gọi cho mọi sự tốt đẹp đến với thầy ạ. Tất cả những thành ý của mọi người ở các lứa tuổi đến với chùa Bắc Sơn hôm nay đều mang tâm thanh tịnh, trong sáng, tròn đầy niềm tin yêu. Đó là điều mà Phật giáo luôn mong muốn ở mỗi chúng ta, với tinh thần từ bi hỷ xả, vô ngã vị tha, nhằm góp phần xây dựng những nét đẹp trong đạo đức văn hóa sinh hoạt hàng ngày trong mỗi khu dân cư, nhằm thúc đẩy xã hội phát triển hướng đến đời sống trong sáng lành mạnh, những giá trị chân thiện mỹ. Vì thế, khi về chùa Bắc Sơn hôm nay, mọi người đều hoan hỷ ở những thành ý đó, lạc quan tin tưởng vào nhân dân địa phương và nguyện cùng chung tay gánh vác công việc với nhà chùa. Đây là ban thờ mẫu đây, rất nghèo mọi người ạ. Bộ hội Phật tử nhà mình về đây nhìn thấy cảnh này rớt nước mắt, không ai cầm được. Cảnh dân thì rất nhiệt tình, bà con rất quý người, và thầy thì đang ốm, chùa thì nghèo, nghèo lắm mọi người ạ. Thế nên mình là Phật tử, mình cũng kêu gọi mọi người hãy mỗi người một ly một like để chung tay vào để xây dựng chùa, để xây dựng cho xã có nơi thờ phụng A Di Đà Phật. Qua lời tâm sự của Phật tử trong nhóm thiện nguyện Pháp Tâm ở Ba Đình, Hà Nội, chúng ta thực sự tự hào về mảnh đất và con người nơi đây. Mảnh đất Bắc Sơn, thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, từ xa xưa vẫn thế, con người nơi đây vẫn mộc mạc, mến khách. Sư thầy Thích Đàm Xuân, tên thật là Trần Thị Liên, sinh năm 1969, quê quán ở đội 12, xã Mỹ Trung, huyện Mỹ Lộc, tỉnh Nam Định. Theo lời thầy kể,
Thầy xuất gia và ở chùa làng từ năm 4 tuổi. Sau khi lớn lên, thầy chuyển về một ngôi chùa ở tỉnh Bắc Ninh một thời gian, rồi chuyển về trụ trì chùa Bắc Sơn từ năm 2007 cho đến nay. Từ đó, mảnh đất và ngôi chùa Bắc Sơn chính là nhà ở của thầy. Đó là cái duyên giữa thầy và con người Bắc Sơn. Trong những năm qua, dưới sự lãnh đạo của cấp ủy ban quản lý, ủy ban mặt trận thôn, sư thầy Thích Đàm Xuân cùng với hội người cao tuổi trong thôn và nhân dân địa phương luôn chăm lo tu sửa ngôi chùa, xây dựng những nét đẹp văn hóa truyền thống giữa đạo Phật và người dân nhằm góp phần nâng cao chất lượng đời sống nông thôn mới hiện nay. Tuy nhiên, do địa phương chưa có khả năng để xây dựng tôn tạo lại ngôi chùa, đặc biệt hiện nay ngôi chùa lại bị xuống cấp trầm trọng. Trong khi đó, sư thầy Thích Đàm Xuân đang phải chữa bệnh. Biết tin sư thầy ốm nặng, một số nhà sư và nhiều Phật tử đã về hỏi thăm sức khỏe, động viên thầy nên đã đóng góp công sức và cùng thầy xây dựng lại ngôi chùa Bắc Sơn. Bởi thế, trong những ngày qua, những tình cảm của tất cả các Phật tử khắp nơi về chùa càng thể hiện được trách nhiệm cộng đồng và một lòng hướng về đạo Phật. Vừa giúp thầy chữa bệnh, đồng thời giúp thầy xây dựng lại ngôi chùa, một khu văn hóa tâm linh ở xóm Bắc Sơn, thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang. Nhà chùa về từ 2007 cho tới nay, rồi coi như là chùa xuống cấp quá, nên là nhà chùa xin mời tất cả các khách thập phương xa gần mang ủng hộ nhà chùa một chút đồng tiền vàng để nhà chùa xây dựng. Nhà chùa xây dựng thì mong tất cả các đoàn, các trong và ngài nước ủng hộ nhà chùa xây được ngôi chùa Tam Bảo sạch đẹp. Nhà chùa không lấy gì hơn, nhà chùa cảm ơn tất cả các đoàn ủng hộ ấn chay để lấy xây lại ngôi chùa Tam Bảo êm đẹp. Theo đúng nguyện vọng, thầy Thích Đàm Xuân chính thức là người đứng lên trụ trì xây dựng ngôi chùa. Vì thế, thầy luôn mong muốn các Phật tử trên cả nước về công đức cùng thầy xây dựng lại ngôi chùa được khang trang tố hảo. Mọi công đức của các quý vị xin gửi về sư thầy Thích Đàm Xuân, chủ trì chùa Bắc Sơn, thôn Thống Nhất, xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang, số điện thoại 0974165229, số tài khoản 250-520-560-6750, Trần Thị Liên, Agribank Hiệp Hòa. Xin trân trọng cảm ơn.